tu cái kiếp nếu không quá để chừng đó đâu có thấy điên khùng. Tại vì hồi xưa đó, khi Đức Phật Thầy Thế An còn tại thế đó, thì ông Đình Tây ông mới xuống, thầy Đức Phật Thầy mới kêu là ông Đình Tây xuống dưới Láng Linh đó, cứu người. Thì Phật ông Đình Tây ông mới xuống Láng Linh, ông cứu, như vậy là vợ ông này đang sanh, ông mới che liều này kia nọ cho vợ ông này sanh. Nhưng mà ông này thì ông đi đồng về, ông bắt được con số thần mà nó có năm chân, gọi là ông năm chèo đó. Thì ông Đình Tây ông thấy mà đẹp quá đi, bị sống mũi đỏ đẹp quá, ông mới xin đem về. Về thì Đức Phật Thầy thấy là không được, Đức Phật Thầy mới kêu là ổng là giết đi. Ổng không giết, ổng nuôi, nuôi cái một ngày kia cái nó cắn đứt dây mới ra. Bởi vì Đức Thầy nói con sông nước chảy dòng cầu đó, ngày sau có chuyện thảm sầu thiết tha, chừng nào ấy nuôi vậy phong ba có con nghiệt thú nuốt mà người hung đó, là ông Năm Chèo đó, ở Dầm Nao đó. Như vậy là ổng mới thả. Thì con sấu này hàng khi nó lên nó phá dân làng ở vùng Thành Mỹ Tây đó. Rồi như vậy là Phật Thầy mới sai ổng xuống, bởi mới có cây mung, cây lao với một là cán lao đặng bắt ổng đó. Mà mỗi lần nghe tiếng Đình Tây xuống thì ổng trốn, mà khi Đình Tây đi khỏi thì ổng lên. Như vậy ông Đình Tây ổng mới nói là ta nói nhà ngươi, nếu mà nhà ngươi là xấu thần thì nhà ngươi cái là từ đây về sau không nên phá dân chúng nữa, mà phải tìm một nơi nào ẩn cư. Ông nói vậy là từ đó tới sau ông Chèo ông không còn xuống lên nữa, mà ông ẩn cư ở Dầm Nao đó. Bởi cho nên Đức Quỳnh giáo chủ nói một câu là con sông nước chảy dòng cầu đó. Ngày sau có chuyện thảm sầu thiết ca, chừng ấy nổi dậy phong ba của con nghiệt thú nuốt mà người hung đó. Đến chừng sáu ấy phục tùng bá gia mới biết người khùng là ai. Tại vì Đức Quỳnh giáo chủ là một vị Phật Kim Sơn Phật, chứ không phải là những cái vị mà Bồ Tát. Thành ra ổng nói cái gì cũng xác thực hết á. Cũng như là cái bà kia, bà chết rồi. Như vậy là Đức Thầy mới ngoắt vô, lúc đó là Đức Ông còn, Đức Bà còn. Thì lúc đó Thầy mới bắt đầu, mới có 21 tuổi à. Như vậy là ổng ngoắt vô, ổng kêu đem lên, ổng cứu cho. Như vậy là ổng kêu mừng quá mừng, cái ông bưng vợ ổng lên. Bưng vợ ông lên cái để nằm, cái Đức Thầy nói ông xuống dòng sông á, ông múc nước ngược dòng á, ông xuống quýnh qua cái múc nước xuôi dòng đem lên. Thì thầy ở trên mà thầy biết ông múc nước xuôi dòng. Thầy mới nói ông múc trạch rồi, ông xuống dưới múc nước là ngược dòng á, tôi cứu vợ ông mới được. Bắt đầu múc nước ngược dòng đem lên. Lúc đó Đức Ông với Đức Bà rất sợ. Đức Ông, Đức Bà nói người ta chết mà đem lên làm gì. Thì tại vì Đức Thầy kêu Đức Ông với Đức Bà bằng ông cả với bà cả không à, chứ không kêu cha với mẹ. Rồi Đức Thầy nói ông cả với bà cả đừng sợ, để tôi cứu người. Thì bắt đầu ông là cho uống, tưởng gì đâu, ông là rót nước đó rồi ông nhiễu nhiễu ông cho uống, cái tự nhiên bà kia phải ngộ vậy. Rất là ngộ luôn ha. Giống như cái sự nhiệm màu của thầy. Rồi đời chính đời của là ông già của chú nè. Khi đó bà nội chú mới đau, mà ở đây là hết trơn các thầy chữa không được. Mới chở xuống là Đức Thầy. Bởi vì cho nên đó chú Năm của chú đó mới nói là hồi đó Đức Thầy vỗ vai cha mày ba cái đó, thành ra cha mày sau làm tiểu đoàn trưởng. Vì ông thầy, ông già của chú làm tiểu đoàn trưởng của mà ông Năm Lửa với thằng Thơ lại. Ông ba vậy là cái hồi xưa là bà nội của ông ba là được thầy cứu chữa, là cái hết cho bệnh. Cho uống cái lúc đó là thời điểm đó là uống cái gì không ba? Uống bởi vì là ông già chú mới nói là ở trên tôi trời ơi lá xài lá mít đổ thiếu gì. Đức Thầy mới vỗ vai đó. Rồi Đức Thầy mới nói nóng quá. Tất nhiên tấm của ông già nó nóng. Ông vỗ vai, bởi vì cho nên chú Năm chú mới nói hồi đó Đức Thầy cũng vỗ vai cha mày, thành ra cha mày làm tiểu nữa. Hồi đó ông già làm tiểu đoàn trưởng của ông Năm Lửa mà. Thì ý con hỏi đó là hồi đó thầy á, là cho bà nội của ông ba đó là uống những cái lá cây gì không ba? Lá mít, lá xài, lá ổi, lá bưởi, có cái gì nữa không? Vì là chỉ vậy thôi ha. Dạ. Là
uống ba, là hết bệnh luôn. ông ba còn nhớ là uống bao nhiêu lần, mấy 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 cái thang thuốc mà hết bệnh không? Ổng cho bà nội là chú uống chỉ có một một là nồi thuốc thôi, mà chắc tại đó uống luôn rồi về hết bệnh luôn. Uống ngay chỗ cái tổ đình bây giờ ha. Dạ, ngay tổ đình rồi về hết bệnh luôn. Rồi bà nội với ông nội mới theo luôn. Chứ hồi nọ hồi đó là ông nội là bên mà kèo xanh kèo đỏ. Dạ. Còn bà nội thì đâu có theo Phật giáo Hòa Hảo, bà nội tu đạo Phật. Dạ. Rồi sau mới thọ giáo thầy rồi mới theo thầy luôn. À, vậy là cái nhân duyên mà từ khi mà được thầy cứu chữa. Yeah. Là bà nội của ông ba đã được cứu chữa rồi, mấy từ đó mới phát tâm là tu theo thầy. Tu theo thầy. Yeah. Rồi kể như là nói đúng ra đời của chú là tất nhiên ba đời, là đời ông nội rồi đời ông già tới đời chú là ba đời. Dạ. Yeah. Là lúc đó gia đình của mình là theo tu nguyện tu theo thầy luôn ha. Dạ, yeah, tu theo thầy hết tên dòng họ tu theo thầy hết. Tại vì thấy cái sự nhiệm màu của thầy quá phi diệu quyền diệu nên mình gia đình mình quyết định là theo. Theo. Hồi đó thì nói chung nguyên khi mà Đức Quỳnh Giáo Chủ mới là khai sáng nền đạo thì đâu có nhiều người. Dạ. Mà phần đông là tất cả những người cao sang quyền quý theo thầy không à. Dạ. À, như ông Cả Đô rồi Hưng Bảo Thạnh thì cái những nhà giàu theo thầy không. Dạ. Thành là... ra là mà trái lại thầy ở mấy nhà giàu không chứ không ở nhà nghèo. Thầy nói lấy cái gò đặng mà bổ xuống mấy cái nà. Ừ. Ở mấy cái nhà nghèo đâu có lấy gì giúp nhà nghèo được. À, vậy là ý của thầy giống như là nhờ những cái vị mà gọi là đại Phật tử đó hay đại tử đó ha, để mà trợ duyên tiếp những cái bà con cho nghèo, nghèo. Bởi cho nên là đó ông Cả Đô ông hỏi thầy tại sao mà con biết thầy ở nhà giàu không, sao thầy không ở nhà nghèo. Yeah. Ông nói ở nhà giàu để mà lấy cái gò ra đắp cái nà. Ừ. Là ý ông nói là lấy những cái gia đình giàu có đó, người ta có của sẵn của tiền đó, giúp cho những người nghèo khó. Yeah. À, cho nên hồi đó lúc mà ông mới lại ông Hương Bảo Thạnh, mà ông Hương Bảo Thạnh này là ông là người Tây mà ông mới rót trà Pháp ấy, chứ đâu phải trà Việt Nam đâu. Yeah. Như vậy là ở dưới cái chợ đó cây xăng nó cháy đi. Yeah. Cái thầy mới lấy ly trà hất ra ngoài thì ông Thành ý ông nói là tại sao ông thầy mà lại khi dễ ông. Ừ. Mà ông nói không, ở dưới này cách đây khoảng vài cây số là cây xăng đang cháy. Yeah. Thì bắt đầu là ông Hương Bảo Thạnh ông chưa tin, bắt đầu mới lên xe rếp, mà dân đó là dân quyền thế không ạ. Yeah. Dân Tây không ạ, lên xe rếp chở như thì người ta nói trời ơi nãy giờ nhờ đám mưa trà không mà cứu được cái chợ. Ừ. Cái cây xăng đám mưa là thơm cái mùi trà, thơm mùi trà. Tại vì do cái ly trà là cái lúc đang ấy là Đức Thầy mất đã hắt cái ly ra ngoài dưới đất. Yeah. Nhưng mà trong khi đó là đằng kia là giống như có một cái đám mây mây bằng trà rất. Yeah. Là bắt đầu tưới là cái sự quyền diệu của thầy là bởi vì là nói là cái giống như cái ông gì kêu bà ông gì ông ba ông gì ông mà Cả Đô ông Cả Đô đó là giống. Yeah. Như tại sao mà ý nói là sao mà giống như không có thích mình hay sao mà mới hắt cái ly ha, nhưng mà thật sự ra là thầy hắt cái ly gỗ ly trà ông Hương Bảo Thạnh để ông mà giúp đấy. Bà con đằng cái đám cháy ở đằng này. Yeah. Thành ra vậy là tới đó vậy là ông Hương Bảo Thạnh ông thấy vậy làm chớ giới ông bắt đầu. Yeah. Là ông là chân tay ông đâu có chịu theo thầy. Yeah. Bắt đầu ông quỳ là xin theo thầy luôn, rồi thầy còn nói ông nói trước không à, thầy nói ngày mai á ông có mấy người bạn ở trên thành phố xuống thăm ông. Yeah. Mà trong đó có một ông viết đơn mướn. Ừ. Rồi ông Hương Bảo Thạnh ông cũng đâu có tin. Yeah. Trong khi vợ ông theo thầy mà ông thì không theo, ông dân Tây mà. Yeah. Hay qua bữa sau thì tình có mấy người bạn ông theo, cái mấy người bạn ông mới nói vậy, ông là người quyền cao chức trọng mà ông lại theo người mới có hai mấy tuổi nha. Yeah. Cái đó là lời của ông Cả Đô nè. Ông Cả nói không, thầy tôi thấy vậy đó, trên thông thiên văn ở dưới đạt địa lý đó, mấy ông tại mấy ông không hiểu chứ thầy biết. Yeah. Cái bắt đầu thầy mới hỏi ông Cả Đô, thầy hỏi ông cả cây mà người ta làm cây mà ngay nhất là người ta làm nhà đó, cây ngay nhất là người ta để làm gì ông cả? Cái ông cả nói dạ cây ngay nhất chắc làm cây đòn dông quá thầy. Mấy ông kia nghe vậy chớ giới quả hồn sụp lại cái ông nói con ông viết đơn mướn đó, ông mới kêu ông về dục có viết xuống sông đi. Yeah. Thì ông kia chớ giới rồi, ông biết là ông này biết mình viết ra mớn rồi. Yeah. Bắt đầu chụp lại là tôn là làm thầy hết. Yeah.
từ đó tới sau là mới ngán là ông Ca Đô, nói thầy ông quá siêu, biết cả là vị lai quá khứ. Dạ. Thầy người ta lại tới là thầy biết người đó sẽ là sao nữa. Ừ, biết trước là đang muốn hỏi cái gì hoặc là cái gì nữa. Muốn hỏi cái gì mà. Hay vậy đó. Dạ. Tại vì là một vị Phật mà. Dạ. Biết tâm địa chúng sanh hết. Dạ. Đâu có phải như mình. Bởi cho nên khi mà Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng 1936 tới đến năm 1947 thì Đức Thầy vắng mặt, là bị Bú Vinh á, rồi Đức Thầy vắng mặt tới bây giờ. Dạ. Nhưng mà trước lúc Thầy vắng mặt á, Thầy mới nói tất cả các cái bổn đạo á, Thầy nói là nói với ông Mười á, là em của Đức Ông, nói ông phải nhìn cho tôi cho kỹ, tôi chừng nữa đi sao gì vậy. Dạ. Hình như ông ba cái hình như là thầy đó ba là trên cổ của thầy là có cái ba khoan, ba gắn cổ là giống như có kiểu có cái u ra gì có. Dạ. Cái ba khoan nhìn rất là lạ lạ thường. Dạ. Phải không ba? Tại vì hồi đó ở bên bên đó mà cái gì ở bển đó cũng có một ông thầy, vị thầy nói qua Việt Nam á, là dòm coi cái ông nào mà có cái cổ ba khoan á là người đó là vị Phật lâm phàm. Yeah. Nhưng mà thầy biết trước, thầy mới cái dùng cái khăn á, bởi cho nên ông ca đô cũng cứ dòm thầy hoài, thầy mới dùng cái khăn á mới bịt ngang chàng hầu vậy. Yeah. Thì ông kia ông mới hỏi mà ông Ca Đô muốn nói rồi, thầy mới nghĩ là lấy giò bấm Ca Đô đâu cho Ca Đô nói đâu, tại vì Đức Thầy có cái cổ có ba ngắn. Là ông bên kia ổng mới nói là đi qua nay á có một vị Phật lâm phàm mà cần cổ là ba ngắn, thì Đức Thầy giận cổ ba ngắn là ba ngắn là kiểu. Dạ. Cái kiểu ba cái ngắn cổ này là nó hơi u. Mình ông ba là cái kiểu hơi gò ra cái hình giống như cái úp tay giống vậy, từ vậy ha. Dạ. Mình có hai cắn nha, đâu có hai ba ngắn đâu. Dạ. nó mo giống như mo cần cổ mà nó mo cái dạng mo vậy đó. Đó. Thì ở đây để kỳ xin phép là quay cái hình của thầy để kỳ biết luôn. Còn kỳ cũng nghe nói thôi chứ kỳ cũng không có rành. Thì cái cổ của thầy đó là giống như có cái ấy ở trên gì nè các bạn. Thì rất là đặc biệt ha. Thì những cái vị mà ông bà xưa nói là những cái vị ba ngắn là thường là những cái vị đó là một cái vị Phật. Những vị Phật không? Dạ, đặc biệt là lạ thường hơn các người thường mình. Mình có hai ngắn à? Nha. Đâu có ai ba ngắn đâu. Là giống kiểu giống có cái hầu cái. Dạ, có cái hầu. Dạ. Ông ba. Ừ. Đó, nó có cái ấy lặn. Nói chung là nhìn cái cổ rất là lạ thường, không. Dạ. Có giống như người thường được ha. Không giống người thường. Dạ. Thì cũng rất là đặc biệt ha, cái điều đó thì Kỳ cũng học có nghe thôi chứ Kỳ cũng không biết được. Dạ. Thì trong tất cả các là vị lâm phàm là không có ai có mà cổ ba ngắn. Có một mình nên Quỳnh Giáo Chủ. Tại vì ổng là Kim Sơn Phật. Dạ. Chứ đâu phải vị Bồ Tát đâu. Dạ. Thì tất cả các vị lâm phàm thì có người là Bồ Tát này kia, nhưng mà riêng chỉ Đức Quỳnh Giáo Chủ là Phật lâm phàm. Dạ. Bởi thầy mới nói mấy khi mà có Phật mà đáo lai đó. Dạ. Tại vì Phật xuống dạy, là bởi cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ trong tất cả các là vị lâm phàm là chỉ có ổng dạy học trò từ cách ăn, cách ở, cách đi, cách đứng, hôn nhân, đồ lễ lộc là đủ hết. Dạ. Không có sót gì trên. Rồi dạy cho nó là tu, rồi dạy ăn hiền ở lành, rồi dạy bởi nội cái 8 điều răn cấm của Đức Quỳnh Giáo Chủ là nó là muốn bao gồm cả 200+ giới của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Phải Đức Thầy vị Phật không phàm, thì nó khác hơn các gì khác. Dạ. Thầy nói cái nào nói bằng cái thật, cũng như nội cái 8 điều răn cấm của thầy mà điều thứ nhất không là thấy nó bao gồm rất nhiều rồi. Dạ. Điều thứ nhất ta chẳng nên là cờ bạc áp hiện chơi bời theo đàn điếm. Dạ. Và phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Dạ. Quân thần phụ thê phụ tử đó. Dạ. Quân thần can phụ thê can phụ tử can. Nói chung thầy rất là nhiều những cái câu để lại cho nhiều cái hậu
hậu học sau để mà gắt cái nhiều cái đề tài rồi những cái câu sấm rồi những câu thơ câu thi rất là hay không ba, Dạ hay. viết trong sách giảng thì cũng rất là nhiều trong sách. Tại vì từ quyển 1 cho tới quyển 6 Dạ. thầy dạy đủ hết. Thầy cái quyển nhất là Ngồi buồn trí đá nhìn cuộc thế, thấy nhân mang xu thế mà thương. Dạ. Chẳng qua là năm việc vô duyên nên ta xảy ra thảm thiết. Bạc không cánh đổi thay chẳng thiết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mới mấy năm sau quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc. Thương hại bấy lê dân nước ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo. Bởi chưa nghèo còn mắc chưa eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắt. Nhìn cuộc thế đổi thay quá quá gắt, mấy nguyền cơ mỗi phút mỗi sai. Nẻo thạnh phi như thể tên bay, đường dinh nhục rủi mai một lát. Ai phú quý giàu đài ra cát, ta đi cùng thương hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, mà ai có tĩnh tâm tầm đạo. Nó thầy nói rất giản dị mà sát với thực tế. Những cái câu rất là hay không ạ? Nhưng mà thầy là nói là hoàn toàn theo thơ Đường Lực không đó, là 6-8 hoặc là niêm thơ là 7 7 chữ mới có một câu, là hoàn toàn là thơ Đường Lực không. Nhưng mà thầy không có học, không học thơ văn của ai hết. Thì như Cái thầy đó là mới là siêu nhân. như thầy có một câu rất là hay, anh câu gì à? Thương 3 năm không nhớ giờ chợ chiều gì đó không ba? Cái đó thương 3 năm chi nhóm trời chiều, nhà không người ở, cái gì sớm làng quanh hiu. Thương 3 năm đấy ha, là Mà cái câu nó đó là chưa tới cái câu đó là mang cái ý nghĩa không ba, có thể giải thích sâu xíu vô là cái đó là kể như là lúc đó nó loạn loạn chứ lắm, bởi mà thương 3 năm chưa nhóm cha không nhóm trời chiều đó, dạ người không nhà không nhỏ sớm làng quanh hiu.